Để nguyên, để nguyên, để nguyên, anh làm nó cái bụng. Bụng xong rồi gì nữa? Xong rồi, xong rồi. Đướm này lâu. Anh cạo cái quả đướm à? Anh chở. Treo được thì nó không lên chưa? Chưa. Đi uống rượu, treo thì đéo được. Không cần treo. Hỏng adapter ở dưới. Hỏng adapter á? Adapter thay, thay adapter. Nó không ra ngoài, cắm vào đô đồ này không ra. Vừa nãy mình trèo lên kiếm miếng vải đen lên trùm cho nó sáng thôi. Sao anh không để nó ngăn nằm nghiêng xuống đốt hẳn cái lưng ấy? Đây, một tí đây là xong. Hả? Chết sống lưng ấy.